Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới lúc này, xin chúc mừng ca sĩ Jay Black và gia đình lúc này. Xin Chúa chúc lành tới cô và gia đình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Jay Black là một ca sĩ sinh năm 1967, hiện nay 56 tuổi, là diễn viên điện ảnh, MC nổi tiếng người Tây Nguyên Việt Nam, theo phong cách nhạc rock. Cô được người hâm mộ trìu mến gọi là họa mi của núi rừng Tây Nguyên, hay ngắn gọn là họa mi núi rừng. Mới đây ở tuổi trung niên, nhưng ca sĩ này vừa thực hiện lễ cưới theo nghi thức công giáo tại nhà thờ trước sự chứng giám của Chúa, cha sở, người thân. Trên trang cá nhân, cô vui mừng chia sẻ, hôm nay là ngày đặc biệt của Jay Black đây. Cảm ơn những người thân thương, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn bên cạnh Siêu. Ngày mai trực tiếp mùng 9 tháng 9 năm 2023, Siêu sẽ có mặt tại Sài Gòn, quay trở lại chương trình mùa đầu tiên mà khán giả luôn dành tình cảm cho Siêu, hay gọi Siêu với những cái tên rất thân thiện và cảm mến. Cả nhà nhớ chương trình nào không cả nhà ơi? Bật mí! Vâng, vào trưa ngày 8 tháng 9, ca sĩ Jay Black tổ chức lễ cưới với chồng cũ, ông Nguyễn Đức Hùng tại một nhà thờ ở Đắk Lắk, Kon Tum. Jay Black và ông xã Đức Hùng vừa làm lễ cưới theo nghi thức công giáo tại nhà thờ, nơi chị sinh hoạt tôn giáo từ lúc biết đọc chữ cho đến nay. Lần đầu cưới nhau vì ông không chịu theo đạo mà tôi cũng bỏ bê nơi này. Ngày hai người cùng trở lại, tôi thấy bồi hồi ít nhiều, ca sĩ chia sẻ. Chúc cha xứ Jay Black và ông Hùng xác nhận tự nguyện ràng buộc hôn nhân, trao nhẫn cưới và thề nguyện chung thủy. Buổi lễ diễn ra nhanh gọn, đơn giản trước sự chứng kiến của hơn 200 người gồm xui gia, con cháu, anh chị em, xóm giềng, ca đoàn và người quen. Sau đó, Jay Black cùng gia đình về nhà quê quần làm gà uống rượu mừng. Chị dự tính đầu năm 2024 mới tổ chức tiệc đãi dân làng. Jay Black mặc trang phục truyền thống của người Ba Na thay cho váy cưới vì già rồi, ngại diêm dúa lộng lẫy. Trước đó, hai vợ chồng đưa nhau tìm mua nhẫn cưới mới. Tôi rất hạnh phúc, hơn 10 năm chúng tôi tan rồi lại hợp. Tôi dắt ông ra trước Chúa xin chứng giám, ông cũng xin theo đạo chính thức làm con chiên của Ngài, chị kể. Trên trang cá nhân, họa mi núi rừng Jay Black chia sẻ hình ảnh mình hoàn thành nghi thức hôn phối cùng chồng, anh Nguyễn Đức Hùng, dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè. Nữ ca sĩ tâm sự, hôm nay là ngày đặc biệt của Jay Black đây. Cảm ơn những người thân thương, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn bên cạnh Jay. Dưới phần bình luận, dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng. Quá tuyệt vời, chúc mừng ngày hạnh phúc của cô Jay. Chúc anh chị mãi hạnh phúc và bình an. Chúc mừng lễ hôn phối không quá muộn. Được biết, ngày trước, nữ ca sĩ và chồng cũ, một cựu tuyển thủ bóng chuyền chỉ đăng ký kết hôn, chưa thực hiện nghi lễ kết hôn. Sau nhiều năm chia tay, họ tái hợp năm 2014 và mong muốn tổ chức đám cưới vào thời điểm tròn 5 năm gương vỡ lại lành. Cơ duyên khiến Jay Black tái hợp chồng cũ cũng khá bất ngờ. Chị tâm sự, vào thời điểm đó, hai cậu con trai đều đã lập gia đình riêng nhưng cả nhà vẫn đang ở nhờ nhà chị ruột. Vì vậy, nữ ca sĩ sinh năm 1967 quyết định sẽ xây một căn nhà để mấy mẹ con có chỗ ở ổn định. Bất ngờ anh Hùng xuất hiện muốn nối lại tình xưa. Chủ nhân hít ly cà phê ban mê nhớ lại, chúng tôi hiểu nhau hơn nên gương vỡ lại lành, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi và ông tái hợp vì điều đó tốt cho gia đình. Một phần tôi hiểu mình cần bỏ qua những chuyện không vui từ gia đình đến công việc trước đây để sống thanh thản hơn. Ở thời điểm hiện tại, Jay Black hạnh phúc cùng chồng ở tuổi ngũ tuần, cặp đôi sống cùng gia đình con trai cả ở Kon Tum. Nữ ca sĩ cùng ông xã nuôi heo, nếu có sâu thì sẽ đi hát để kiếm thêm thu nhập. Xin chúc mừng cùng anh chị và gia đình. Vân Anh tường thuật. Nguyện xin Chúa nâng đỡ và che chở cho gia đình ca sĩ Jay Black mới được hồi sinh. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.